đầu tháng 6, thị trường ghi nhận một loạt ngân hàng duy trì lãi suất huy động trên 8%, thì đến nay các ngân hàng đã đồng loạt hạ lãi suất tiết kiệm, hiện chỉ còn duy nhất một ngân hàng duy trì mức lãi suất trên. Cụ thể ở kỳ hạn 6 tháng, các ngân hàng như Kiên Long Bank và Việt Banh giảm mạnh nhất với mức giảm 1%, tiếp đến là SCB, VIB và Agribank 0,9%, NCB, HD Bank, LP Bank, Vietcombank đồng loạt giảm 0,8%. Đối với kỳ hạn 9 tháng, Việt Banh và Kiên Long Banh cùng à VIB cũng là những ngân hàng giảm mạnh nhất, mức giảm là 1% một năm. Với tiền gửi kỳ hạn 12 tháng, SCB là ngân hàng giảm lãi suất mạnh nhất, mức giảm là 0,9%. Tiếp theo là HD Bank, GP Bank, Kiên Long Bank, LP Bank, TP Bank và VP Bank. Một số ngân hàng giữ nguyên lãi suất như SCB Bank, PG Bank, MSB, Techcombank. Tuy nhiên, lãi suất huy động của nhóm ngân hàng này vốn đã ở mức thấp so với mặt bằng chung từ trước đó đáng chú ý tại kỳ hạn này, CB Bank là ngân hàng duy nhất đang giữ ở mức trên 8%.